Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Và hôm nay em có những mẫu xe ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn ngay tại cửa hàng xe cũ Mẫu Lao. Địa chỉ đơn vị là 89B Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Anh chị các bạn có nhu cầu có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Ta cùng trao đổi cũng như nhận được các hỗ trợ về mua xe trả góp cũng như là sang tên di chuyển. Với những chiếc xe em giới thiệu đầu tiên thì bên dưới đây em có hai chiếc xe Nissan Navara, hai chiếc xe bán tải, một chiếc xe màu xanh và một chiếc xe màu nâu, cực kỳ đẹp. Với chiếc Nissan Navara phiên bản L một cầu số tự động, với bản xe màu nâu đây thì là 2.5 nhập Thái Lan, hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá 515 triệu còn thương lượng. Và bên cạnh đây thì có một chiếc xe Nissan Navara phiên bản Premium một cầu máy 2.5 ngoại thất màu xanh, đăng ký tên cá nhân, 5 bánh quãng đường là 4.8 vạn, hiện đang giao bán với mức giá 562 triệu. Với chiếc xe này sản xuất 2019, còn chiếc màu lâu là 2018 anh chị nhé. Chi tiết chiếc xe thì các bác hãy liên hệ em sẽ gửi thông tin cụ thể. Và tiến lên trên đây thì em có một chiếc xe Mitsu Pajero Sport phiên bản GLS hai cầu số tự động máy dầu, xe có ngoại thất là màu trắng, nội thất màu đen nhập Thái, làm bánh quãng đường 6.800 km, đang giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 1.240 triệu còn thương lượng. Và kế bên cạnh đây thì ta có một chiếc xe Lexus ES350 máy 3.5 sản xuất 2016, có ngoại thất là màu trắng, nội thất màu kem, hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá cực kỳ hấp dẫn, chỉ với 525 triệu còn thương lượng. Chi tiết về chiếc xe thì các bạn liên hệ em sẽ gửi cho các bạn một mẫu xe để dành cho những dân chơi. Cái dòng xe đấy thì nó sẽ không dành cho số nhiều. Lên trên đây thì em có một chiếc xe Mazda 6 phiên bản máy 2.0 Premium 2022, xe siêu lướt, có ngoại thất là màu đỏ, nội thất kế da màu đen, hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn chỉ với 875 triệu còn thương lượng. Và hỗ trợ thì liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình. Sang đây thì em lại có một chiếc xe hạng sang đăng ký tên tư nhân biển tỉnh, với ngoại thất là màu trắng, nội thất là màu nâu da bò. Chiếc RX350 máy 3.5 sản xuất 2016, có ngoại thất trắng, nội thất lâu, nhập Nhật, 5 bánh quãng đường là 6,8 vạn rồi. Và hiện đang giao bán với mức giá là 2 tỷ 680 triệu còn thương lượng. Và lên bên trên đây thì em sẽ có một chiếc xe Mercedes-Benz giới thiệu cho anh chị và các bạn. Đây là một chiếc Mercedes-Benz E. Với chiếc xe này là chiếc xe E200 sản xuất là 2014, có ngoại thất là màu nâu, nội thất nâu. Với giá hiện đang được giao bán cho anh chị và các bạn chỉ 725 triệu thôi. Và lên trên đây thì ta có một chiếc Mercedes-Benz C200. Với chiếc C200 thì đơn vị sẽ có cho anh chị và các bạn một chiếc Exclusive và một chiếc xe anh chị các bạn nhìn thấy là phiên bản 2018, đang giao bán với mức giá là 1 tỷ 070 triệu. Còn với chiếc xe Exclusive thì đơn vị có hai chiếc để anh chị bạn lựa chọn, là 2020 thì là 1 tỷ 420, và một chiếc xe 2021 thì đang giao bán với mức giá là 1 tỷ 560. Phía bên cạnh đây thì em mới về một chiếc xe Honda CRV, một chiếc xe 5 chỗ gầm cao, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, xe cũng rất đẹp. Thông tin cụ thể thì các bác liên hệ em nhé, sẽ gửi chi tiết cho các bác có thể tham khảo. Và phía bên trên đây thì em sẽ có một chiếc xe Mercedes-Benz S450 được độ lên Maybach, với phiên bản này phiên bản Luxury, và đang giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá cực kỳ hấp dẫn, chỉ với chiếc xe đó 2019 và đang giao bán với mức giá 3 tỷ 750 triệu. Còn đây là một chiếc xe Mazda CX-5 mới về cửa hàng, xe đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, hiện đang giao bán, thì anh chị các bạn có thể liên hệ em sẽ gửi giá tốt nhất. Và cuối cùng là một chiếc xe VinFast E34. Với chiếc xe này là một chiếc xe điện sản xuất là 2022, giá chỉ rơi khoảng 500 triệu thôi. Các bác quan tâm hãy liên hệ em nhé. Vừa rồi thì em đã cập nhật sơ qua tổng quan về các mẫu xe đang có mặt tại cửa hàng. Thông tin chi tiết cụ thể mẫu xe nào thì hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ giải đáp và gửi anh chị và các bạn một cái giá tốt nhất, ưu đãi từ cửa hàng để anh chị bạn có thể sở hữu những chiếc xe mà mình mong muốn. Xin chào và hẹn gặp lại.